mới về phun bộ đầu nòng Speed Made in Japan nha anh em. Đó. Anh em mà chơi 67 này kia là thấy này là phải đi. Mới về bộ nha anh em, đẹp không lỗi lầm. À, full nắp đầy đủ, cam cò đầy đủ nha anh em. Lòng thì anh em về lên có xài ha. Đó. Chảo zin đầy đủ nha. Hàng này bữa hổm nào mà anh em nay hỏi thì alo em nha. Đúng hàng zin, chưa vệ sinh nha. Đẹp không lỗi lầm, không gãy cánh gì hết nha. Giá full bộ đầu nòng Speed này mình bán giá là 2 triệu nha. Anh em nó có nhu cầu cứ liên hệ mình nha, 0933996332 ha. Full đầu nòng Speed da bằng, giá là 2 triệu nè. Lên 67 rất là đẹp nha. Toàn bộ nó cánh gió là đúc hết. Đẹp. Nguyên zin chưa vệ sinh. Đầu full nắp đầy đủ nha anh em. Cam cò đầy đủ hết. Đúng bộ đồ lòng của Speed da băng nha. 2 triệu cho full bộ lòng này. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ mình nha.